Mời quý vị chắp tay, chúng ta đảnh lễ Đức Thế Tôn. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Ngày hôm nay nếu mà theo lịch á, là chúng ta sẽ học về cái giới không có nói dối. Nhưng mà vì một vài cái sự kiện xôn xao dư luận gần đây cũng liên quan đến cái vấn đề khẩu nghiệp, cho nên á, là sư mở rộng ra cái bài giảng hôm nay là mình nói tổng quan về cái khẩu nghiệp luôn. Thì cái giới nói dối á, là một phần ở trong đó. Thưa quý vị, đó, khẩu nghiệp là cái gì? Khẩu nghiệp là những gì xuất phát từ lời nói mà nó tạo thành các cái nghiệp thiện ác. Bây giờ chúng ta mở rộng ra hơn thì cái nằm thuộc về trong cái nhóm khẩu nghiệp này đó, nó bao gồm luôn cả những cái mình viết nha, cả những cái mình viết cũng bao gồm luôn, và nó bao gồm luôn cả những cái mà mình phát ra cho người khác. Ví dụ như mình mở một cái bài nhạc nào đó, mình mở một cái bài pháp nào đó, hoặc là mình mở một cái buổi nói chuyện nào đó, thì tức là mình đang chia sẻ cái khẩu nghiệp của người khác đến với những người xung quanh. Thì sư cũng tạm gom vào trong đây luôn. Mặc dù thì nếu mình nói một cách nghiêm túc, một cách chi ly đó, thì nó có thể nằm ở bên trong cái phần thân nghiệp. Tuy nhiên, nếu mà mình xét về trong năm giới đó, nha, nếu mình xét về trong năm giới thì nó lại gần với cái khẩu nghiệp hơn. Tại vì nó như thế này. Bây giờ chúng ta qua cái giới nói dối trước đi ha. Chúng ta qua cái giới nói dối trước đi. Khoan. Ở trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Thế Tôn nói đối với những người mà nói nhiều, đối với những người nói nhiều thì họ sẽ phải chịu những cái sự tai hại sau đây. Thứ nhất, khi mình nói nhiều như vậy đó thì sớm muộn gì mình cũng sẽ nói sai sự thật nha. Ban đầu có thể mình nói đúng, nhưng mà cái sự đúng của mình ấy, nó có chừng mực thôi. Mà nếu như mà mình cứ tiếp tục mình nói hoài, nó trở thành nói nhiều, thì sớm muộn gì mình cũng sẽ nói sai sự thật. Cái thứ hai là khi mình nói nhiều như vậy đó, sớm muộn gì thì nó cũng gây oan trái, gây những sự thù oán. Này, quý vị thấy, mình nói thì thế nào mình cũng nói xấu người này, nói xấu người kia. Sẽ đang nói về cái chuyện nói nhiều nha. Mình ngồi mình tán dóc, mình ngồi mình nói chuyện, một hồi không còn chuyện gì để nói thì mình phải lôi người này ra, lôi người kia ra, rồi từ đó mình bình luận. Rồi từ đó đó, nó sẽ gây oán thù. Và hễ cái gì nó gây ra oán thù á, thì sao? Nó sẽ dẫn đến xung đột. Rồi đó là chưa kể cái gì mà đã sai sự thật nha, đưa đến sự tấn công người khác, đưa đến sự oán thù, đưa đến sự xung đột, thì những cái đó nó sẽ đem lại quả báo. Sư nhắc quý vị nha, mình có vào lớp á, thì mình vào sớm, chứ không có nên mà vào ở giữa như vậy đó, thì nó sẽ ảnh hưởng đến vị pháp sư nhiều lắm. Sẽ quay trở lại vấn đề và nói về cái quả báo mà mình sẽ phải lãnh, nó gồm có những cái gì. Thứ nhất nha, thứ nhất là mình sẽ bị pháp luật trừng trị nếu như cái chuyện mà mình nói đó nó gây ra hậu quả nghiêm trọng, thì mình sẽ phải chịu pháp luật trừng trị. Quý vị, hồi xưa thì mình cứ nghĩ là thì tôi nói thì tôi muốn nói cái gì đó tôi nói, làm cái gì mà nó nghiêm trọng đến mức độ mà pháp luật trừng trị vậy.
Nhưng mà thời buổi bây giờ, hồi xưa đó thì có tai mắt mạch rừng ha, tai vách mạch rừng. Còn bây giờ đó thì có các cái mạng xã hội, có các phương tiện truyền thông. Một người mình nói chuyện, nếu như chỉ hai người ngồi tán dóc với nhau thì cái hậu quả nó không có đến mức nghiêm trọng. Nhưng mà khi mình đưa lên trên các cái trang mạng xã hội đó thì nó sẽ trở nên nghiêm trọng. Và nếu như mà cái vấn đề của mình đó, nha, nó nghiêm trọng thì nó sẽ dẫn đến pháp luật trừng trị. Mà pháp luật trừng trị thì nó không đơn giản là chỉ lên phạt hành chánh rồi về. Phạt hành chánh thì sẽ nhớ không lầm là 20 triệu, 20 triệu. Rồi nếu như mà nặng thì có thể bị truy tố. Cho nên cái hậu quả đầu tiên là mình sẽ phải đối diện với pháp luật. Sư đang nói ở trong, đang trích dẫn ở trong kinh nha, chứ đừng có nghĩ là sư đang mượn gió bẻ măng rồi chỉ dâu mắng hòe, mượn chỗ này nói chỗ kia. Không, sư đang trích dẫn trong kinh cái hậu quả khi mà mình nói nhiều. Cái thứ hai đó là gì? Bị tiếng đời chê trách. Mình nói mà mình đụng chạm đến người này, đụng chạm đến người kia, nó xung đột, nó gây ra sự tấn công, nó gây ra sự thù oán, thì chắc chắn là mình phải bị người ta chê trách, không tránh đâu được. Và cái thứ ba đó là gì? Mình sẽ bị là cắn rứt lương tâm. Nhưng mà cái sự cắn rứt lương tâm này đó, nó chỉ xảy ra nha, nó chỉ xảy ra khi mình bị pháp luật trừng trị thôi, tức là mình bị người ta bắt á, mình bị người ta nhốt rồi mình mới có cái sự cắn rứt lương tâm, biết vậy hồi xưa tôi không làm. Hoặc là mình bị thiên hạ người ta chỉ trích, bị người ta chê trách á, thì mình có thể mình cắn rứt lương tâm. Nhưng mà cũng tùy người thôi. Có người mà họ có tàm úy, tức là họ có cái sự hổ thẹn thì mới có cắn rứt lương tâm. Chứ còn những người mà không có lương tâm thì làm gì có thế mà cắn rứt. Thì cũng có một số người như vậy. Tức là có một số người đó, khi mà họ bị pháp luật trừng trị thì họ chỉ nghĩ là mình bị xui thôi. Chứ họ không nghĩ là do lỗi của họ, họ chỉ nghĩ là bị xui thôi. Biết bao nhiêu người làm không sao, mà tới hồi tôi làm thì bị trừng phạt đấy, hoặc là bị tiếng đời chê trách. Thì nhiều người họ cũng nghĩ là thì cái này chắc do người ta thiên vị, do người ta bất công hay sao đó. Chứ còn mà biết bao nhiêu người không có sao hết, mà tới hồi tôi thì bị người ta mắng, người ta chửi đấy. Thì cái chuyện mà cắn rứt lương tâm cũng tùy người, chứ không phải ai cũng có để mà cắn rứt. Và cuối cùng là mình sẽ phải nhận lãnh quả báo ở đời sau kiếp khác. Quý vị cứ nghĩ là mình ngồi mình nói chuyện ha, ngồi lê đôi mắt, có khi là hai người với nhau thôi, hai người với nhau mình chưa có nói đến cái chuyện là mình live stream, rồi mình tạo mạng xã hội, rồi mình lên mình phát biểu tùm lum tùm la. Mình chỉ nói là hai người ngồi nói chuyện với nhau thôi, thì làm cái gì mà sư nói quả báo gì ghê gớm vậy? Xin thưa không nha, không hề nha. Nó tùy theo hậu quả thưa quý vị. Nếu mà hậu quả mình lớn á, thì đương nhiên mình sẽ phải chịu cái quả báo là đương nhiên rồi. Nhưng mà đối với những cái mà nó tương đối nhỏ thôi, tương đối nhỏ thôi, thì nhớ giùm sư câu pháp cú: đừng coi thường điều ác, nghĩ rằng chưa đến mình, như nước chảy từng giọt, sớm muộn cũng đầy bình. Nha. Đấy, người ác chịu khổ não do tích lũy dần già. Tức là đó, mỗi một ngày mình nói nhiều á, mình nói một câu, hai câu, mình nhận xét về người này, mình nhận xét về người kia, mình tán dóc chuyện trên trời dưới đất, rồi mình gây ra xung đột, mình gây ra đấu tranh, những cái chuyện nó nhỏ nhỏ thôi, lông gà vỏ tỏi. Nhưng mà đó, như nước chảy từng giọt, sớm muộn cũng đầy bình. Rồi tới hồi mà nó cộng lại đó, nó đủ đầy rồi, thì khi đó là mình sẽ gặp vấn đề lớn. Chính bởi vì như vậy đó, chúng ta phải ráng giữ gìn cái khẩu nghiệp của mình. Và như vậy quý vị sẽ nghĩ cái nói nhiều ở đây là cái gì? Nói nhiều ở đây là cái gì? Ai là người nói nhiều?
Không lẽ bây giờ ông sư ông ngồi đây ông nói là ông có nói nhiều hay không? Thì cũng trong Tăng Chi Bộ Kinh và ở trong chú giải của cái bài kinh mà sư vừa nói đó, hậu quả của việc nói nhiều có nói như thế này: một người mà họ nói về giới, về định, về tuệ, về giải thoát, về tri kiến của sự giải thoát, thì người như vậy đó nha, khi mà họ nói về chánh pháp, họ nói về chánh pháp, họ nói đem lại lợi lạc cho người khác, thì dù cho họ có nói suốt cả một cái kiếp trái đất, tức là từ cái hồi mở miệng ra cất tiếng khóc chào đời cho đến khi mà nằm trên giường chết, cứ nói suốt mùa thu cách mạng như vậy, thì người như vậy cũng không gọi là nói nhiều nha, tức là nói từ đầu cho tới hồi chết thì thôi, nói suốt như vậy mà chỉ cần nói về chánh pháp, đem lại sự lợi lạc cho người khác, thì có nói bao lâu cũng không gọi là nhiều. Nhớ giùm sư chuyện này. Còn khi á mà mình nói chuyện trên trời dưới đất nha, nói chuyện đàn ông đàn bà, nói lôi người này ra, nói lôi người kia ra, nói mà nó không dính dáng gì đến chánh pháp hết, không dính dáng gì đến chánh pháp hết, thì dù chỉ một câu thì đó cũng là nói nhiều. Nhớ giùm cái đó. Chứ quý vị đừng có nghĩ là như vậy thì tôi nói lâu lâu tôi nói một vài câu thì đâu có gọi là nói nhiều, sai. Cái lời mình mở miệng ra nói đó mà nó không tương ưng với pháp, không tương ưng với luật, thì mình có nói một câu nó cũng là nhiều. Nhưng mà nhớ như thế này. Như vậy nhiều người họ lại đề xướng cái chuyện tịnh khẩu bằng cái việc là im miệng luôn nha, tức là giống như là mình lấy cái kẹp là mình kẹp cái miệng mình lại, không có nói năng tiếng nào hết, thì như vậy cũng không đúng, như vậy cũng không đúng. Có ba vị tỳ kheo ở trong rừng với nhau thì quy định là từ bây giờ chúng ta thực hành cái hạnh là tịnh khẩu, tức là mình không có nói với nhau cái gì hết. Nếu như mà huynh đệ có ý kiến gì á nha, thì chỉ cần ra dấu được rồi, chứ không cần phải nói, không cần phải nói gì hết. Thì các vị này đó ở 3 tháng ăn cư mùa mưa về đảnh lễ Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn theo thông lệ thì ngài hỏi là các vị ở có an ổn hay không, có an vui hay không, thì ba vị này nói là: Bạch Thế Tôn, chúng con ở với nhau rất là an ổn, rất là yên vui. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn mới hỏi đó, ngài hỏi không phải là ngài không biết, ngài biết mà ngài vẫn hỏi, có những khi ngài biết mà ngài vẫn không hỏi. Ngài hỏi là bởi vì, một là ngài lấy đó làm lý do để ngài thuyết pháp, hai là ngài có cái giới luật mà ngài sẽ công bố. Thì ở đây đó ngài mới hỏi đó, như vậy đó các ông làm như thế nào để mà được an ổn? Thì các vị tỳ kheo này mới nói là: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con quy định với nhau là sẽ không nói với nhau một lời nào, và nếu như có cần cái gì đó thì chúng con chỉ ra dấu như vậy là được rồi. Đức Thế Tôn mới khiển trách: đây là những kẻ ngu, chúng nó tưởng nha, chúng nó tưởng cái việc mà hành xử theo giống như những người câm như vậy đó là đem lại sự an lạc, nhưng không, đó là cách hành xử của những kẻ ngu, đó là cách hành xử của ngoại đạo. Ai không tin thì mở luật ra coi nha, mở tạng luật ra coi. Và từ đó cho đi Đức Thế Tôn quy định đó, từ giờ trở đi vị tỳ kheo không được thực hành theo hạnh của người câm nha, tức là mình không có nói cái gì hết, mình chỉ ú ớ thôi, mình không có nói gì hết thì không được. Cho nên á, cái chuyện mà mình không có nói nhiều á, mình ít nói á, mình nên cái chuyện nói của mình, khẩu nghiệp mình nên tránh hai thái độ cực đoan: một là mình cứ mãi tán dóc về cái chuyện làng trên xóm dưới, những cái chuyện mà bàn luận về người này, bàn luận về người kia,
đó, chuyện đàn ông đàn bà, rồi chuyện chiến tranh, rồi chuyện hạt nhân, rồi chuyện kinh tế xã hội chính trị, tránh những cái đó ra. Đó là một cực đoan nha, tức là mình nói nhiều. Cực đoan thứ hai tức là mình kẹp cái miệng mình lại luôn, ngậm miệng luôn. Từ đó trở đi mình thực hành cái hạnh của người câm, mà mình tưởng rằng mình đang hành cái hạnh tịnh khẩu. Nhớ giùm, tịnh khẩu không phải là mình câm hoàn toàn, mình không nói gì hết, mà tịnh khẩu là chỉ nói khi cần thiết. Tức là nếu cần thì mình cũng có thể nói là chị ơi, lấy giùm em cái ly nước, hoặc là con tới giờ cơm rồi, hoặc là tới giờ đi học rồi, hoặc là những cái giao tiếp thông thường. Mình trả lời khi cần thiết, hoặc là mình hỏi, mình nói chuyện khi cần thiết, thì cái đó không được gọi là nói nhiều. Tại vì sao? Vì chúng sanh cũng cần có sự giao lưu tối thiểu, nhưng mà nó chỉ dừng ở cái mức cần thiết mà thôi. Chứ còn mình bắt đầu là mình ngồi xuống nha, mình pha trà, pha cà phê, mình lôi ra mình nói là nó trở thành nói nhiều rồi. Thành ra đó, mình phải cẩn trọng cái này. Giao tiếp thì cần đấy, giao tiếp thì cần chứ không phải là không cần. Nhưng mà trong một cái chừng mực nào đó thôi. Còn mà anh muốn nói, lôi giới và luật ra nói, lôi pháp ra nói, lôi pháp học, pháp hành ra nói, lôi kinh ra nói, thì cho quý vị nó thoải mái. Ừ, cho quý vị nó thoải mái đấy. Và như vậy đó, trong cái giới đó, thì nói về khẩu nghiệp chúng ta có cái gì? Có nói dối ha, nói đâm thọc ha, rồi nói vô ích ha, rồi nói hung dữ. Thì cái chuyện mà nói dối đó, cái chuyện nói dối đó, thì chúng ta có những cái chi phần như sau. Nó có bốn điều kiện ha, nó có bốn điều kiện. Sư không biết là sư để như vậy quý vị có thấy cái chữ ngược hay không. Những cái vị đang ở trên Google Meet biết có chữ ngược, có thấy chữ ngược hay không? Thứ nhất là điều không thật nhé, hoặc là vật không có. Cái thứ hai đó là tâm nghĩ lừa dối. Cái thứ ba đó là cố gắng lừa dối bằng lời nói hoặc hành động nha. Cái này, cái chuyện mình nói dối này, nó không chỉ đơn giản là mình phải mở miệng ra nha, có khi là mình dùng tay mình viết, hoặc dùng cái cử động thì nó cũng được tính ở trong đây nha. Và cái thứ tư á, là người ta tin theo sự lừa dối ấy. Thì ở đây chúng ta có bốn cái điều kiện nha, có bốn cái điều kiện. Rồi, thứ nhất là chuyện không có thật. Cái chuyện không có thật này thì nó có hai kiểu. Một á, là cái kiểu mình dễ hiểu. Tức là cái gì? Cái chuyện nó không có, chuyện nó không có thì đương nhiên là nó không có thật. Ví dụ như mình nói là nó có một cái đĩa bay, có cái đĩa bay nó đang đậu ở đằng sau sân nhà của mình ấy, thì cái đó là cái, đương nhiên là cái chuyện không có thật. Hoặc là mình viết về một cái thế giới ảo tưởng nào đó, thì cái thế giới ảo tưởng đó cũng là không có thật. Thì thứ nhất á, là cái chuyện không có thật. Nhưng mà thời nay đó, cái chuyện mà không có thật á, cái này nó không có nằm trong pháp nha, nhưng mà sẵn thì sư nghĩ sư cần nhắc luôn. Thời nay á,
có những chuyện có thật mà mình không có bằng chứng nha, không có bằng chứng thì coi chừng người ta cũng đưa mình vô cái tội vu khống. Chứ không phải là mình cứ nghĩ là cái chuyện đó tôi nghi. Ví dụ như tôi nghi cái thằng đó là ăn trộm. Mình không có bằng chứng gì hết nha, mình không có bằng chứng gì hết. Mà mình mở miệng ra mình tuyên bố thằng này là thằng ăn trộm. Thì cái đó là mình rơi vào vu khống. Mặc dù anh tin á, nhưng mà anh tin là chuyện của anh. Nhưng anh không có bằng chứng. Nhưng anh không có bằng chứng. Hoặc là có những chuyện mình có bằng chứng. Nhưng mà cái bằng chứng đó nó không xài được. Đấy. Thì như vậy thì mình cũng nên tránh. Chứ không phải là tự nhiên là tôi nằm mơ tôi thấy cái thằng đó nó ăn trộm á, là tôi mở miệng ra, bắt đầu là tôi mở cái buổi lên mạng xã hội là tôi tuyên bố thằng đó đó là thằng ăn trộm thì không có được nha, không có được. Mà thời nay á, mình sống và làm việc theo pháp luật, tức là mình nói cái gì gọi là nói có sách mách có chứng, tức là mình đã nói là phải có chứng cớ, còn nói không có chứng cớ là coi chừng người ta kiện mình cái tội vu khống á. Thành thử riêng cái này đó sư thấy sư cần phải nhắc một số vị, đó là như thế này. Có những chuyện á, mình chia sẻ mình cứ nghĩ đó là thông tin cần thiết, nhưng mà mình có bao giờ mình chịu để tâm á, mà mình đối chiếu mình tìm hiểu coi là cái thông tin đó có thật sự đúng hay không, hay là mình chỉ thấy là thấy nó thú vị là mình chia sẻ. Mà xin thưa với quý vị nha, thời nay á, nhất là ở trên các cái mạng xã hội, nó có một lực lượng gọi là lực lượng Zumbai, tức là cái lực lượng sát sống. Tại sao người ta dùng cái từ là lực lượng sát sống? Là bởi vì á, nó được tạo ra tức là những cái con người mà không có thật, họ được lập trình để tạo ra những cái tài khoản ảo, rồi những tài khoản ảo đó, đó đi theo dõi hoặc là đi bình luận rồi đi nói chuyện, rồi gọi là họ đẩy cái hướng dư luận. Một là họ đẩy cái hướng dư luận, hai là họ tạo tin giả. Mà một cái tin giả đó mà quý vị nhìn vô chỗ thấy cả ngàn người người xem, cả ngàn người thích, cả ngàn người bình luận, cả ngàn người chia sẻ thì mình cứ nghĩ đó là tin thật. Nhưng xin thưa, có nhiều khi á, cả trăm ngàn cái con số cả trăm ngàn đó đó nó chẳng qua là con số ảo thôi. Thành thử phải tỉnh táo, trước bất kỳ một cái tin tức gì nha, để tránh cái trường hợp là mình bị người ta dắt mũi đi rồi mình cứ nghĩ là tôi đâu biết gì đâu. Xin thưa, nói theo luật á, nói theo nhân quả là mình không có thể nào mình nói là tôi không biết, là tôi không có tội nha, không có chuyện đó nha. Cho nên cái chuyện đầu tiên mình phải có trách nhiệm đối chiếu kiểm tra coi cái thông tin đó đó là nó có thật hay không. Còn nếu như mình không biết thì im lặng, chứ đừng có nói là tôi chia sẻ là tại tôi thấy nó thú vị tôi chia sẻ thôi, còn cái chuyện đúng sai là chuyện của ai đó, người ta có cái trách nhiệm, cái thẩm quyền người ta kiểm tra chuyện đúng sai, còn tôi thì không có, tôi chỉ thấy thú vị tôi chia sẻ thôi. Thì coi chừng nha, cái đó là mình tự nguyện mình làm cái con gì đó để cho người ta dắt mũi đi thì đó ráng chịu nha, nhưng mà nghiệp là mình vẫn phải chịu đó chứ không phải không có đâu. Cho nên nếu như á, mà mình kiểm tra được, đối chiếu được, xác nhận đó là cái sự thật thì mình mới chia sẻ. Còn nếu không là mình im luôn, không có chia sẻ. Giống như có một vị hỏi sư, sư ơi cái cô này cổ thường hay kêu gọi làm từ thiện á, mà con thấy cổ cũng có hay tiếp xúc với sư. Thì con cũng có ý là con muốn góp từ thiện ấy. Thì không biết là cái cô này cổ có thể tin tưởng cổ được hay không.
Thầy sư mới nói là cái chuyện mà cổ tiếp xúc với sư thì làm sao sư đảm bảo được là cổ minh bạch hay không minh bạch, cái chuyện đó là chuyện của cổ. Và còn chuyện của cô á thì cô phải kiểm tra, cô phải đối chiếu, cô phải bỏ công ra cô xem, muốn biết một người nào đó có thật minh bạch hay không thì mình phải bỏ công sức ra để mà mình xem chứ. Chứ còn sư không biết tức là gì, có thể cô này cổ minh bạch nhưng mà mình không biết. Mà cái gì mình không biết, mình không có bằng chứng. Tại sao sư không có bằng chứng cái chuyện cổ minh bạch? Có khi là mình tin thôi, mình tin cổ minh bạch nhưng mà mình không có bằng chứng, mà mình cũng không có bằng chứng là cổ gian lận, thì cái chuyện đó mình để cho thiên hạ làm, chứ mình không có cái kiểu là cuốn theo chiều gió, tức là tôi tin như vậy thì không có được nha. Mình phải có trách nhiệm trước cái lời nói của mình. Rồi cái thứ hai là mình có cái ý muốn lừa dối hay không. Có nhiều khi thì cái tin đó nó không chính xác, nhưng mà mình nói ra rồi sau này mình mới biết là cái tin đó không chính xác, bởi vì mình tin nhầm người hoặc là mình tin nhầm nguồn. Thì những trường hợp như vậy, khi mà mình không có tâm lừa dối thì khi đó là mình không phạm giới nha. Nhưng mà nhớ giùm nha, sư đang nói về cái luật nhân quả nha. Còn cái chuyện của thế gian á, chuyện của thế gian thì có khi là họ sẽ tính khác nha. Và cái thứ ba là mình cố gắng lừa dối bằng thân hoặc bằng khẩu, thì nó bao gồm cái chuyện á, là mình nói hoặc là mình viết hoặc là mình ra dấu hiệu để cho người ta hiểu nhầm nha, để người ta hiểu nhầm thì nó được tính vào trong cái chi phần này. Thí dụ như một người nào đó phát biểu là tôi tin cái thằng đó là thằng ăn trộm đó, nè tôi tin thằng đó là thằng ăn trộm đó. Rồi mình nghe như vậy nha, mình nghe như vậy, mình không có nói theo là tôi tin thằng đó, tôi cũng tin là thằng đó là thằng ăn trộm, mình không có nói theo, nhưng mà mình nói là cái cô này cổ nói hay quá, tôi ủng hộ cái quan điểm của cô này. Mà cái cô này thì cổ nói là cái thằng này là thằng ăn trộm, mà mình ủng hộ quan điểm của cổ thì tức là mình đã gián tiếp nha, mình đã gián tiếp là mình lừa dối. Nhưng mà sư đang nói là thí dụ như trong trường hợp mà cái cô này là cổ nằm mơ rồi cổ vu khống cái anh này là anh ăn trộm, trong khi là cái sự thật thì không phải như vậy nha. Đấy, cho nên có nhiều khi mình chỉ cần mình thể hiện cái sự đồng tình thôi, thể hiện sự đồng tình là mình cũng dính vô cái này nha. Và cái thứ tư là gì? Là người ta tin theo cái sự lừa dối đó. Sẽ lấy ví dụ như có nhiều khi mình nói dốc, mình nói dối mà người ta không tin, thì người ta không tin thì mình không có phạm giới. Nhưng chỉ cần người ta tin thôi là mình có phạm giới. Thí dụ như những cái nhà văn ấy, khi mà họ viết những cái tiểu thuyết nha, họ viết những cái tiểu thuyết thì họ đương nhiên họ thừa sức biết là cái chuyện nó không có thật rồi. Thì họ cũng có tâm là họ có khi là họ không có tâm lừa, không có tâm là muốn người ta tin, nhưng cũng có khi là người ta có tâm muốn người ta tin. Nhưng mà đến cái cuối cùng á, có nghĩa là sao? Độc giả, những người đọc, những người nghe thì mình tin chắc là thế nào, là ở trên đời này làm gì có một cái thế giới đó. Xin lấy ví dụ nha, một cái ông tác giả nào đó, ông viết về một cái thế giới mà gồm có những cái có người lùn nè ha, rồi có người khổng lồ nè ha, rồi có những cái nàng tiên nè ha. Thì một cái thế giới như vậy, họ giả tưởng ra một thế giới như vậy đó, mà mình đọc thì tưởng tượng thì có tưởng tượng, nhưng mà tin thì mình không tin. Thì khi mà mình không tin á, thì như vậy là cái nhà văn đó họ không có cái không có phạm. Nhưng mà nhớ giùm sư, khi mà sư hướng dẫn, sư nói về giới luật,
Sư nói không biết là bao nhiêu lần mà sư nghĩ là lúc nào sư cũng cần phải nhắc lại hết để quý vị nhớ, đó là gì? Không phạm giới không có nghĩa là không tạo nghiệp. Không phạm giới không có nghĩa là không tạo nghiệp. Như sư nói, ví dụ như mình tin nhầm người, mình tin nhầm nguồn, rồi mình đi mình chia sẻ, mình đi mình công kích người này, mình đi mình công kích người kia, thì rõ ràng đó, mình tin đó là sự thật, mình không có ý lừa dối người khác, thì như vậy mình không phạm giới. Nhưng mà nó không có nghĩa là mình không tạo nghiệp nha. Ví dụ như mình nằm mơ đi, mình nằm mơ mình thấy cái thằng đó là thằng ăn trộm, rồi tự nhiên không biết sao cái mình dựa vào một vài cái chứng cớ do mình tìm được, rồi mình tin thiệt luôn là thằng đó là thằng ăn trộm. Rồi mình tuyên bố, mình lên mạng, mình live stream, mình chia sẻ, mình tuyên bố thằng đó là thằng ăn trộm. Mà thật sự mình tin như vậy, nhưng sự thật nó không phải là như vậy. Có nghĩa là mình không có ý lừa dối người ta, bởi vì mình tin đó là sự thật nha. Mình tin đó là sự thật, mình không có ý lừa người khác. Bởi vì sao? Bởi vì mình tin như vậy mà, mình tin như vậy mà. Nhưng mà nó không đúng. Thì trong trường hợp này, mình không phạm giới nói dối. Nhớ giùm nha, mình không phạm giới nói dối, nhưng mà không có nghĩa là không tạo nghiệp. Mà đã tạo nghiệp thì nó sẽ vướng vào bốn cái điều mà sư vừa mới nói ở trên, nghe từ đầu buổi giảng nha. Tức là mình sẽ vướng vào cái chuyện không có thật nè, rồi mình sẽ gây thù chuốc oán nè, rồi mình sẽ đưa đến sự tranh chấp nè, rồi mình có thể là mình sẽ bị cái quả báo, tức là bị pháp luật trừng trị nè, bị tiếng đời chê trách nè, bị cắn rứt lương tâm nè, rồi bị đi xuống những cảnh giới sa đọa ở đời sau kiếp khác nha. Thành ra đó, cẩn thận với những cái mà mình nói ra, với những cái mà mình chia sẻ nha. Cái đó nó quan trọng lắm quý vị. Và trong cái chuyện này đó, khi mà cái lời nói của mình nha, lời nói của mình mà nó nói ra thì nó không chỉ đơn giản là nói dối, mà có khi là mình còn đâm thọc, tức là mình tấn công người này, mình tấn công người kia. Cái sự tấn công đó, đó nó có thể đúng, có thể sai, nhưng mà cái vấn đề của mình là gì? Mình đánh giá, mình công kích một người đó dựa trên cái gọi là cái gì, cái định kiến, hoặc là mình dựa trên cái sự thiên vị. Nghĩa là sao? Mình công kích, mình tấn công một người nào đó bởi vì mình ghét người đó. Nhớ giùm nha, nếu như mà mình ghét người nào á, là mình không có được nói lỗi người ta, dù cho người ta có bị lỗi đi chăng nữa nha. Nếu như mà mình nói sư nói mình ghét người nào, mình không được nói lỗi người ta, thì nó cũng chưa chính xác. Mà là khi mình ghét một người đó, mình có cái tâm sân với họ. Khi mà mình chưa giải quyết được tâm sân thì mình không được nói lỗi người ta, mình không được đánh giá người ta. Bởi vì khi mình nói lỗi, khi mình đánh giá đó, mình sẽ bị tâm sân chi phối. Mà khi mình bị tâm sân chi phối đó, thì nó mất đi cái sự công bằng, cái sự khách quan, cho nên nó sẽ tạo ra nghiệp. Cái thứ hai là mình tấn công, mình công kích người khác bởi vì mình thương người ta. Lạ không? Không có lạ. Sẽ lấy ví dụ như một người đó nha, một người ví dụ như mình thương một người đi, mình thương một người, ví dụ như mình thương một cô đó đi, rồi khi mà mình nghe ai đó chỉ trích cổ, ai đó tấn công cổ, ai đó mà nói cổ sai á, là mình bắt đầu là mình sừng sộ lên, mình quay qua mình tấn công họ. Bởi vì anh là ai, cô là ai, chị là ai mà dám tấn công cái người mà tôi thương, cái người mà tôi thích, cái người mà tôi tin tưởng, cái người mà tôi hâm mộ. Anh là ai? Thì
cái đó, đó là mình tấn công người khác do cái sự thương thích. Thì khi mình tấn công như vậy đó là mình đã đánh mất đi cái sự công bằng, đánh mất đi cái sự công tâm, đánh mất đi cái sự khách quan, và như vậy là mình tạo nghiệp. Thành ra phải tránh thiên vị vị sân, thiên vị vị tham, tức là mình ưa thích. Rồi cái thứ ba là tránh cái sự công kích. Khi mình không có hiểu gì cả, mình không có nắm thông tin, mình không tìm hiểu tới đầu tới đũa, mà mình chỉ nghe người ta khen, người ta chê, người ta công kích là mình cứ nhào theo, tức là mình hùa theo số đông. Số đông họ công kích, họ chửi là mình hùa theo, mình chửi nha. Còn cái chuyện đúng sai là mình không có trách nhiệm thì cái đó không được. Cái đó là do mình đã bị ảnh hưởng do cái sự thiếu hiểu biết, và nó vẫn tạo nghiệp như thường nha. Nó vẫn tạo nghiệp như thường. Và như sư nói rồi, đừng bị dẫn dắt, đừng bị dắt mũi bởi cái gọi là cư dân mạng nha. Bởi vì cái gọi là cư dân mạng đó, cái con số đó họ muốn ảo ra bao nhiêu số thì họ ảo thôi. Sư nói thiệt nha, bây giờ cái room này nè, cái room này nè, sư đang dạy cái room này nè, sư muốn nó lên 100.000 người cái một, bỏ ra vài triệu thôi thưa quý vị, bỏ ra vài triệu thôi, cái room này nó nhảy lên 100.000 người đang theo dõi đó nha, đang xem trực tiếp, đang tham dự cái lớp này trực tiếp, vài triệu thôi, có 100.000 người. Mà 100.000 người đó có phải là người thật hay không, cái đó mới quan trọng. Mà mình cứ mãi nhìn theo những con số đó thôi, mình thấy trời ơi, cái chỗ này gì đâu mà có nhiều người theo dõi quá, có nhiều người thích quá, có nhiều người chia sẻ quá. Xin thưa sư, tốn vài triệu nha, tốn vài triệu thôi là có 100.000 người ngồi ở đây. Có 100.000 người thì không đúng, 100.000 cái tài khoản nha, có mặt ở đây. 100.000 tài khoản là chia sẻ, 100.000 tài khoản bình luận. Ở đây là cái gọi là cái khung chat hả? Họ bình luận là coi như liên tục. Nhưng mà có kịch bản nha. Tức là không có trùng lập. Không hề. Có kịch bản, nói mình y như là người thật vậy đó nha. Nhưng mà đó là dàn dựng hết. Muốn thì nó dễ lắm nha, muốn thì nó dễ lắm. Cho nên đừng có vội tin cái gọi là cư dân mạng đấy, đừng có vội tin cái gọi là xu hướng, bởi vì những cái đó có thể khống chế hết thưa quý vị, có thể khống chế hết. Còn một cái nữa có nghĩa là gì, tức là mình công kích người ta đó là do mình sợ. Nghe nó lạ không? Tức là cái khuynh hướng số đông ha, nó đang khen người ta hoặc đang chê người ta, mà nếu như mà mình không có hùa theo á, mình không có hùa theo để mà mình công kích á, nha, là mình sẽ bị thiệt hại, mình sẽ bị thiệt hại. Mà bây giờ người ta gọi là cái gì ta, đu trend hả, đu trend đó, thì có nghĩa là mình đang thực hiện cái hành động đó vì mình sợ. Đấy. Cho nên cẩn trọng nha. Cẩn trọng khi mà mình đánh giá người khác. Mà muốn đánh giá người khác, không phải là trong đạo Phật không có cho mình đánh giá ai, nhưng mà muốn đánh giá bất kỳ người nào, mình phải lựa dựa trên những tiêu chí sau. Thứ nhất là nó phải đúng sự thật, tức là mình có căn cứ, chứ không phải là mình cái kiểu tôi nằm mơ tôi thấy như vậy là không được. Phải có căn cứ, gọi là nói có sách mà mách có chứng. Cái thứ hai là mình phải dựa trên sự khách quan. Tức là gì? Mình không thiên vị vì ghét, không, gọi là không thiên vị vì sân, rồi không thiên vị vì thương, và không thiên vị vì thiếu hiểu biết, và không thiên vị vì sợ. Mình phải tránh bốn cái pháp thiên vị đó. Mà xin thưa, cũng trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Thế Tôn nói bốn pháp thiên vị này là bốn pháp thiên vị đưa chúng sanh đi địa ngục nha. Cho nên bất kỳ một cái chuyện gì mình cũng phải tỉnh táo để mình suy xét. Còn nếu như cái gì mình không chắc
thì đừng có hùa theo. Ai có muốn khen thì kệ người ta, ai muốn chê thì kệ người ta. Quý vị có phàm lắm, xin nói thiệt nha, có phàm lắm thì mình hóng hớt là nó đã quá đáng lắm rồi. Tức là mình hóng, mình ngóng, mình trông theo á, nó đã quá đáng lắm rồi nha. Chứ đừng có dại dột mà nhào vô trong đó trong khi mình chưa có nắm được cái gì hết, hoặc là mình vướng vào bốn pháp thiên vị là mình chết rồi. Một cái nữa đó là gì? Đó là mình nói cái lời vô ích nha. Mình nói lời vô ích. Cái lời vô ích ở đây đó, nghe như sư nói nghe từ đầu rồi, tức là những cái gì mà được tính là nói nhiều. Nghĩa là bất kỳ những lời nói nào mà nó không dính dáng tới kinh, không dính dáng tới luật đấy, những cái lời nói nào mà nó không giúp cho người ta có được sự lợi lạc, giúp cho người ta sanh thiên, giúp cho người ta đi đến sự giác ngộ giải thoát, và mình mở ngoặc là mình trừ những cái câu giao tiếp bình thường, ví dụ như anh ở trong toilet sao lâu quá chưa có đi ra, tôi đang chờ ngoài này, ví dụ như vậy, thì những cái câu bình thường thôi, hoặc là ví dụ như trời mưa rồi, ra lấy ra xào đồ lấy đồ vô, những cái câu bình thường đó thì không tính. Nhưng mà ngoài ra đó, mình ngồi mình tán dóc chuyện trên trời dưới đất, chuyện trên trời dưới đất, là mình rơi vào cái chuyện mà nói nhiều, nói vô ích. Cái này thì sư đã nói ngay từ đầu rồi nha. Hậu quả là mình đã thấy rồi. Hậu quả lớn, pháp luật can thiệp. Mà hậu quả nhỏ đó là nó sẽ tích lũy cái nghiệp từ từ nha, tích lũy từ từ. Và cái điều thứ thứ ba hả? À, thứ tư đó là mình nói cái lời thô lỗ. Tức là gì? Mình nói mà mình dùng những cái từ mà làm tổn thương người khác, mình dùng những cái từ tục tĩu. Cái chuyện mà chia rẽ thì nó nằm ở trong cái phần ở trên nha, tức là mình nói mình công kích cá nhân thì cái sự chia rẽ nó cũng nằm ở trong đó. Còn cái gọi là cái nói thô lỗ, tức là mình nói những cái chuyện mà bằng những cái lời lẽ tục tĩu, những cái lời lẽ khó nghe, rồi mình bắt đầu mình nhận xét tầm bậy tầm bạ. Sự nhắc quý vị cái này, vì nếu mà vì lời nói của mình á, mà người ta không nhìn mặt nhau nữa là mình tạo cái nghiệp rất là lớn nha. Mình tạo cái nghiệp rất là lớn khi mà vì lời nói của mình mà người ta không nhìn mặt nhau nữa. Rồi có những khi á, mà vì cái lời nói của mình mà người ta cảm thấy khó chịu. Nó có hai trường hợp như thế này. Có một vị tỳ kheo, có một vị tỳ kheo khi mà đi khất thực, lúc nào người ta cũng thấy có một cái cô gái đi, gọi là đi cứ đi sau lưng á, thì người ta nói trời ơi ông sư mà y như người đời nha, ông sư có con gái đi chung. Rồi người ta đặt bát, người ta có nói à cái phần này của sư nè, còn phần này của cổ. Ông sư ổng có nói là không có cái cô nào đi theo tôi hết trơn á. Thì người ta cứ nói thì sư không cần phải chối đâu. Thì cái này cái phần của sư, còn cái phần này phần của cổ nghe. Rồi sư này thì rất là bực. Rồi gặp những cái bạn đồng tu á, thì cứ cứ nói tới nói lui á, nói trời ơi sư ơi đi tu còn dắt gái theo nữa, nó kỳ lắm sư. Trong khi đó vị này không có. Thì cái chuyện đến tai vua Bá Sĩ Na Đí, vua Bá Sĩ Na Đí đó mới đi theo dõi vị này, thì vua thấy đúng rõ là ông sư này đó, ông đi đâu thì ông cũng có một cô của lẻo đẻo của theo sau. Rồi nhà vua cũng cứ theo dõi, nhưng mà khi thấy
cái ông sư này đó, ổng đi đến, ổng đi vào cốc rồi ổng đóng cửa thì tự nhiên cô gái cũng biến mất. Thì vua Bá Xê nó đi thấy lạ mới đi hỏi Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn mới nói vào thời Đức Phật quá khứ có hai vị tỳ kheo rất là thân với nhau, thì lúc bấy giờ có một ông thọ thần á, ông nghĩ là chắc hai ông này ông thân với nhau thì để coi cái ông thân tới mức nào ha. Thì khi mà hai vị sư đang đi á, thì một vị sư lớn hạ hơn nói sư đệ chờ tí xíu tôi vô tôi giải quyết bầu tâm sự một tí. Hồi xưa mà thì đi vô bụi thôi, thì khi mà đi vô bụi như vậy đó, vị này có khi là hơi nặng bụng á, cho nên là đi hơi lâu. Tới hồi mà vị này đi ra đó, ông thọ thần ổng mới giả làm một cái cô gái, cái kiểu mà đang chỉnh là y phục á, nó giống như là vừa mới xong chuyện nam nữ á, chỉnh là y phục đi ra sao. Thì cái vị sư nhỏ hạ hơn nhìn thấy nghĩ thua rồi, ông sư huynh của mình là thua rồi, mới là bỏ đi. Vị sư huynh mới hỏi là cái chuyện gì vậy, thì vị sư đệ mới nói huynh làm cái gì huynh tự biết mà, huynh làm cái gì huynh tự biết mà, từ giờ trở đi là huynh đi đường đệ, huynh mà để đi đường đệ, huynh mà có tàm úy đó thì huynh lo, huynh tự xử lý đi, còn bây giờ là thôi không có huynh đệ gì ở đây nữa hết trơn á. Thế là đi. Khi mà hai người này không nhìn mặt nhau suốt mấy chục năm, suốt một thời gian dài như vậy đó, thì cái ông thọ thần á, ổng chơi vui rồi ha, vui rồi ổng thấy thôi cũng tội, ổng mới tới ổng sám hối, ổng xin lỗi, nói hai ngài cứ quay trở lại với nhau đi, không có gì đâu, tại hồi xưa thì tôi thấy hai ông thân quá đó, cho nên tôi hóa làm tôi biến hiện thần thông để tôi thử thôi, tôi thử thôi, ai nhè hai ông không có thân như tôi tưởng, thôi thì tôi sám hối. Thì quý vị biết không, vì cái chuyện mà vu khống như vậy đó, vì cái nghiệp vu khống như vậy đó, mà cái ông thọ thần này đó, ổng đi địa ngục coi như là miệt mài nha, đi miệt mài từ thời Đức Phật quá khứ cho đến thời Đức Phật hiện tại. Thì vị này mới trở thành, nhờ cái phước cũng có tu, hồi xưa cũng có tu, thành một vị tỳ kheo. Rồi do cái nghiệp xưa cho nên là người ta cứ hiểu lầm vị này hoài nha. Thành ra đó, quý vị sống ở đời đó mà bị người ta đâm thọc qua sau lưng nha, bị người ta đâm thọc sau lưng, bị người ta chia rẽ rồi bị người ta hiểu lầm á, thì coi chừng nha, mình không có oan đâu. Có khi hồi xưa mình cũng chúa mình đâm thọc người ta, hoặc là mình kiểm tra ngay trong kiếp hiện tại thôi, không cần xa đâu, kiểm tra ngay trong kiếp hiện tại thôi, mình có hay bình luận về người khác hay không nha, mình có hay nói lỗi người khác hay không, cứ kiểm tra mấy chuyện đó. Nếu mà mình có đó, thì cái chuyện mà mình bị người ta đâm thọc á, bị người ta hiểu lầm á, bị người ta chia rẽ đó, không oan một chút xíu nào hết. Tại vì không chỉ cái nghiệp hồi xưa mà ngay cả cái nghiệp hiện tại mình cũng đang làm cái nghiệp tương tự, và chắc chắn là vào cái kiếp vị lai mình cũng không cách khỏi chánh đâu cho thoát. Ừ, chánh đâu cho thoát, cẩn thận chuyện này. Rồi có một cái cũng vào thời Đức Phật, có một cô kỹ nữ, cô này cô đẹp lắm, nhưng mà tự nhiên nó lạ, tức là cô khi mà cổ còn con gái đó, như tên là Ambali, như tên là Ambali thì phải, khi mà cổ là con gái đó thì cổ đẹp ghê lắm, cổ đẹp tới mức mà mấy cái chàng vương tôn công tử á, chạy theo cổ chỉ để cầu một cái nụ cười của người đẹp thôi. Mà quý vị thấy đẹp tới mức độ đó, mà rốt cuộc người ta mới bàn với nhau á, bây giờ mấy cái vương tôn công tử ai cũng thương cổ hết, mà không lẽ giờ mà vì một cô gái mà nó chiến tranh can qua thì không có nên. Họ mới làm một cái chuyện động trời, đó là gì, thôi bây giờ ai cũng thương hết thì thôi cho cổ làm kỹ nữ đi,
cho cổ làm kỹ nữ đi. Rồi thì như cổ mà làm kỹ nữ rồi đó thì ai cũng được hưởng hết, chứ còn cổ mà làm vợ thì vợ được có con ông, mà còn làm kỹ nữ thì mọi người đều được hưởng. Cứ như vậy đó mà cô này cổ cũng chịu nữa, cổ cũng chịu. Rồi thì thế là từ đó cho đi là cổ thành cái cô kỹ nữ đẹp nhất cái ngôi thành đó, cái vương quốc đó. Rồi cổ tự hào cái nhan sắc của cổ tới cái mức là vương tôn công tử mà muốn ngủ với cổ một đêm là phải tốn 1.000 đồng tiền vàng. Mà cổ lấy 1.000 đồng tiền vàng á, không phải là bởi vì cổ ham tiền, cổ giàu lắm mà không phải, cho nên không phải cổ ham tiền. Tại vì sao? Cho nhiều tiền hơn cổ cũng không cần. Có rước cả cái cho cổ cả bạc triệu á, mà rước cổ về làm vợ không cần phải làm kỹ nữ nữa đó, cổ cũng không chịu nữa. Cổ chỉ thích làm kỹ nữ thôi. Nó lạ vậy đó. Rồi cổ đẹp tới cái mức độ á mà trong kinh Đại Bát Niết Bàn á, Đức Thế Tôn phải dặn chư tỳ kheo: "Này các tỳ kheo, hãy giữ gìn chánh niệm." Khi mà chuẩn bị tới nhà cổ để cổ trai tăng á, Đức Phật phải dặn chư tỳ kheo là hãy giữ gìn chánh niệm. Đương nhiên thánh thì ngài không cần dặn, nhưng mà ngài dặn các vị phàm á, giữ chánh niệm. Tại sao? Chỉ cần mà không giữ chánh niệm nha, gặp cô này là mất trí. Cái kiểu là đẹp quá đó, nhìn người đẹp mà người là mất trí luôn á. Thành ra là Đức Thế Tôn phải dặn như vậy đó, để quý vị biết là cô đẹp tới mức độ nào mà đẹp như vậy lại đi làm kỹ nữ. Cái nghiệp của cổ là gì? Nghiệp của cổ là hồi xưa đó nha, hồi xưa cổ là một vị Sa Di Ni. Vào thời Đức Phật quá khứ, cổ là một vị Sa Di Ni. Cổ đi theo một cái đoàn tỳ kheo ni đi đến thăm ngôi bảo tháp. Cái vị tỳ kheo ni ở đằng trước á, có thể là do vị đó bệnh á. Bệnh thì cho nên là vị đó phải khạc nhổ. Thì có khi sư nói giống như quý vị bị ho đi, ho tự nhiên cái cục đàm nó văng ra khỏi miệng, thì mình không có cái chủ ý nha, không có chủ ý mình phun ra, nhưng mà do cái bệnh thì thành ra là có những cái gọi là tai nạn. Nhưng mà cái cô Sa Di Ni này đó, cậu thấy như vậy, cậu thấy cái bãi đờm á, rồi cậu nghĩ là ngay ở cái ngôi bảo tháp này nè, cái này sư trích nguyên văn, cái con đỉ này nó làm vậy, là cái con điếm này đó nó lại đi nó phun nó khạc nhổ ngay ngôi bảo tháp. Mà cổ không biết một chuyện là cái vị tỳ kheo ni đằng trước là vị a la hán nha, là vị a la hán. Mà cái chuyện mà cái bãi đờm á, là do vị tỳ kheo ni này là do giống như là bị cái bệnh duyên, gọi là cái tai nạn, chứ không phải là vị này mong muốn cố ý như vậy. Trời ơi, quý vị nghĩ vị a la hán nào mà cố ý cái chuyện đó. Nhưng mà cổ buột miệng rồi cổ công kích. Đúng sự thật không? Đúng sự thật. Nhưng mà xuất phát từ tâm sân. Xuất phát từ tâm sân. Mình nói đúng sự thật mà xuất phát từ tâm sân. Mà cái đối tượng của mình lại là một vị thánh nữa mới chết. Chính bởi vì cái nghiệp đó thôi nha, chỉ một câu nói đó thôi mà trời ơi, đời đời sanh ra không, đương nhiên phải đi địa ngục nha, mà địa ngục lên rồi đó, cứ là đời đời sanh ra là cứ hở ra là làm kỹ nữ, hở ra là làm kỹ nữ. Cổ đẹp coi như đẹp không tưởng tượng nổi mà vẫn cứ đi làm kỹ nữ. Mà cổ làm kỹ nữ à, nhờ đâu mà cổ đẹp? Là do cái phước năm xưa cổ có cúng dường ngôi bảo tháp, rồi cũng có tu á, cho nên cổ đẹp lắm. Nhưng mà cái nghiệp á nha, cái nghiệp thành ra là cổ cứ làm kỹ nữ thôi. Rồi cũng nhờ cổ có tu, thành ra là mãi về sau này đó, khi mà về già rồi đó, già rồi thì đương nhiên là tàn hoa bại liễu, thì đâu có còn làm hành nghề được nữa. Thì cũng đi tu, và đi tu rồi xuất gia, và sau đó chứng đắc đạo quả. Thấy khổ chưa? Tức là cái thời trẻ đó, còn nhan sắc làm con gái đó, thì nghề gì không làm, lại đi làm kỹ nữ, làm do
cũng không phải do tham tiền nữa, mà do cái nghiệp, do cái nghiệp đấy, cẩn thận. Cho nên nhiều lúc sư thấy sư tội rất là nhiều người nha, cứ mở miệng ra là cứ chửi con điếm này con điếm kia, nhiều người lắm, cứ mở miệng ra là chửi, chửi thì kiểu thói quen ấy. Mà mình không biết là một cái câu chửi đó ra, một cái câu mình thốt ra từ miệng là mình đang gieo cái nghiệp làm kỹ nữ ở một đời sau kiếp khác. Quý vị có bao giờ nghĩ đến chuyện đó không? Mình cứ mở miệng ra mình nói con bích này con bích kia nha, mình không ngờ là cứ mỗi một lần mình nói là mình đang gieo cái nghiệp làm kỹ nữ ở đời sau kiếp khác. Rồi lại thêm một chuyện nữa. Có một ông quan cận thần của vua Ajatasattu, tức là vua A Xà Thế đó. Một hôm khi mà thấy ngài Anuruddha đi từ ở trên núi ở trên núi xuống đó, trên núi Linh Thú xuống, thì do cái đường núi đó cho nên là ngài Anuruddha ngài phải né, nhảy né một số nơi, ví dụ như hầm hố rồi gai góc, thì đường núi mà xin thưa với quý vị nha, chư tăng hồi xưa đi chân đất không á, leo núi mà leo bằng chân đất quý vị thấy kinh khủng. Thành ra nhiều khi nhiều chỗ cái chân cũng không phải là giày dép, cho nên có nhiều chỗ cũng phải nhảy né. Ông này ông thấy như vậy đó, ông mới buột miệng ông nói thôi, trời ông sư như con khỉ. Ông nói như vậy thì Đức Thế Tôn mới nói cái ông này nha, ông này nếu như mà ông không sám hối đó là ông sẽ thành con khỉ. Mệnh chung rồi, sau khi mà hết tuổi thọ ông sẽ thành con khỉ trong cái khu vườn Trúc Lâm này nè. Mà cái ông quan cận thần này thì ông biết là Đức Thế Tôn không bao giờ nói dối, nói cái gì là có cái đó. Và thế là ông cho lính á, trồng mấy cái cây ăn trái ở trong cái khu vườn Trúc Lâm, để sau này ông chết ông thành con khỉ. Và đúng thiệt như vậy, ông chết ông thành con khỉ. Thành ra tại sao ngay từ đầu sư nói với quý vị đó, hạn chế công kích, hạn chế nhận xét tối đa người khác. Tại vì mình nhận xét là thế nào mình cũng dính khẩu nghiệp, quý vị biết không? Mình nhận xét, sư lấy ví dụ nha, nói trời ơi cái thứ này nó ngu như bò, là thế nào mình cũng đang gieo cái nghiệp thành con bò ở đời sau kiếp khác. Hoặc là mình nói cái thứ gì mà nó liền trâu, là mình đang gieo cái nghiệp thành con trâu ở đời sau kiếp khác. Nó vô duyên mà nó lãng xẹt, quý vị biết không? Phải chi mà mình tạo cái nghiệp gì mà nó động trời đó, sư nói nó không có oan. Chứ còn mình mở miệng ra mình nhận xét người ta đó mà mình phải chịu như vậy thì nó tội nghiệp lắm quý vị. Mà sư thấy thời nay người ta không có kiểm soát được cái miệng của họ, cứ mở miệng ra là cứ con này con kia nha, mở miệng ra thì cứ cứ, cứ bích này bích kia đấy. Mà mình không kiểm soát được cái miệng của mình là coi chừng mình nói người ta cái gì là mình đang gieo cái nghiệp cho mình trở thành cái đó. Sư không biết nãy giờ quý vị có ai run chưa, suy xét lại coi, từ hồi mình mọc răng mình biết nói, mình đã phạm bao nhiêu cái chuyện như vậy rồi. Và bây giờ quý vị thử thống kê, có thống kê nổi không, thống kê nổi hay không, là mình sẽ có bao nhiêu kiếp mình làm kỹ nữ nè, mình sẽ có bao nhiêu kiếp là mình thành ăn trộm ăn cướp nè, mình sẽ có bao nhiêu kiếp là mình thành con bò nè, bao nhiêu kiếp mình thành con heo nè, bao nhiêu kiếp mình thành con cầy nè. Dám thống kê không? Thống kê mình mới thấy sợ, mới thấy cần phải tu nha, mới thấy cần phải tu. Chứ còn không tu, nói thiệt quý vị, những con người mà không theo học cái buổi ngày hôm nay, hoặc là không có học những cái buổi tương tự như vậy, làm sao quý vị biết được chuyện này? Giỏi lắm thì mình nghĩ chừng nào mà tôi làm cái chuyện gì đó nó nghiêm trọng rồi pháp luật trừng trị tôi thôi, chứ làm sao quý vị nghĩ được tới cái chuyện này? Nói về cái nghiệp thì đương nhiên tùy cái giới hạnh của cái đối tượng mà mình nói tới,
nó sẽ cho cái nghiệp nặng nhẹ. Nhưng mà không có nên vì như vậy mà mình coi thường. Nó còn có những cái nghiệp nữa, nó liên quan đến cái khẩu nghiệp này. Tức là ngoài cái chuyện á, ngoài cái chuyện thí dụ như mình kêu cái đứa nào đó như là con heo đi, mình làm cái nghiệp con heo mình không nói rồi. Nhưng mà những cái kiếp nào mà mình làm người đó nha, thì mình sẽ bị những cái bệnh về miệng. Ví dụ như nói chuyện khó nghe, bị ngọng, bị đớ, nói lắp, nói chung là các cái tật về miệng nha. Rồi miệng mình nó cũng sẽ không đẹp, ví dụ như là hô nè, hoặc là móm nè, hoặc là răng nó không có đều nè, rồi chưa kể là cái miệng có mùi hôi. Bây giờ quý vị cứ nói là bây giờ miệng ai không có mùi hôi, nhưng mà nó tùy. Thứ nhất, hôi ít thì hôi nhiều, nó tùy theo cái nghiệp quá khứ nha. Hôi ít thì hôi nhiều cũng là tùy theo nghiệp quá khứ. Cái thứ hai, cái chuyện mà miệng mình có mùi hôi có nghĩa là đời quá khứ mình cũng đã tạo khẩu nghiệp rồi, chứ không nói gì tới đời này nha. Nó là bằng chứng cho thấy là đời quá khứ mình đã tạo ác nghiệp bằng khẩu, cho nên miệng mình có mùi hôi. Mà bây giờ mình còn vẫn tiếp tục tạo các ác nghiệp bằng khẩu nữa thì cái bệnh hôi miệng không bao giờ hết. Mà sư nói cái bệnh hôi miệng á, nó chỉ là một cái quả báo nho nhỏ thôi, trừ khi ai cái bệnh nó nghiêm trọng thì sư không nói. Chứ còn không là mình không có biết sợ. Rồi gì nữa, cái lời nói của mình á nha, cái lời nói của mình á không có giá trị, mình nói không ai muốn nghe. Quý vị để ý, ở đời có những con người á, lời nói của họ họ nói theo cái kiểu là mình phải nghe theo thôi, chứ còn không nghe theo là không được. Nhưng mà có những người họ mở miệng ra họ nói là mình không muốn nghe một chút xíu nào hết, dù họ có nói khô cả miệng mình cũng không muốn nghe. Lời nói của họ là mình coi như gió thoảng mây bay, thì đó là cái nghiệp do khẩu đấy. Rồi gì nữa, như sư nói ngay từ hồi nãy, khi mình nói mà có cái sự đâm thọc người khác nha, cái kiểu mà đâm sau lưng, đâm bị thóc, thọc bị gạo đó, rồi vu khống, rồi nói ác, thì cái kiểu gì mình cũng sẽ bị cái nghiệp tương ứng nha. Tức là gì, tự nhiên là đang yên đang lành vậy mình bị người ta đâm thọc sau lưng nha, rồi hoặc là tự nhiên là gia đình đang êm thấm là tự nhiên có đứa nó chọt vô chơi cho gia đình xào xáo chơi gì đó. Thì là do cái khẩu nghiệp của mình. Rồi gì nữa, khi mà quý vị mình gọi là tăng dốc á, thế nào cũng có thêm bớt đúng không? Chứ còn nếu mà nói đúng nguyên si câu chuyện thì đâu có gì hay, phải thêm bớt. Thì khi mình thêm bớt như vậy đó, đời sau sanh ra cái thân của mình nha, cái thân của mình nó cũng sẽ bị thêm bớt. Ví dụ như tự nhiên người ta có 10 ngón là mình chỉ có 9 ngón thôi. Hoặc là người ta có 10 ngón mình chơi ra 11 ngón chơi cho vui vậy đó. Hoặc là tự nhiên trên người mình nó có một cái cục thịt thừa. Hoặc là tự nhiên là mình ốm quá, hoặc là mập quá, hoặc là lùn quá, hoặc là cao quá. Nói chung là mình có cái kỳ hình dị tướng. Do đâu? Do hồi xưa mình nói chuyện mình có thêm bớt, có thêm bớt. Rồi đó là chưa kể mình sẽ có cái nhan sắc xấu xí, xấu, da thịt nó xấu xí. Thành ra quý vị ai cũng muốn được đẹp đúng không? Thì mình cứ nghĩ đẹp thì tôi dâng hoa, tôi cúng dường Phật thì tôi đẹp, hoặc là tôi làm cái này làm cái kia tôi đẹp. Nhưng mà mình không có ngờ đến cái chuyện là mình nói khẩu nghiệp không thôi đó,
nha, mà mình tạo ác nghiệp á, mình cũng gieo cái nhân là cơ thể mình xấu xí. Tại sao? Tại vì khi mình nói, mình không có đem lại cái điều tốt lành cho người ta, mình không có đem lại sự thật, mình không đem lại sự lợi ích cho người ta, thì những cái lời nói của mình nói ra, đó là những lời nói xấu xí. Mà khi mình có những lời nói xấu xí, nó sẽ cho cái nghiệp mình có cái thân hình xấu xí nha. Và đương nhiên cái gì thì nó cũng có mặt này mặt kia. Cái mặt này mặt kia ở đây sư nói, tức là khi quý vị giữ gìn được cái khẩu nghiệp của mình ấy, thì mình có những cái lợi ích. Đương nhiên là ngược lại hồi nãy. Ví dụ như mình khen, nhưng mà đương nhiên khen đúng nha, chứ khen tầm bậy á, là nó cũng rơi vào cái chuyện nói dối nha. Mình khen, mình khuyến khích người ta làm thiện, thì sau này mình cũng thường xuyên được người ta khen, thường xuyên được người ta khuyến khích khi mà mình làm thiện. Rồi khi mà mình thấy người ta làm ác mà mình có cái lời mình can ngăn á, đương nhiên là can ngăn có trí tuệ nha, chứ không phải là mình cứ nhào ra mà mình can đâu. Can ngăn có trí tuệ đó, thì đời sau khi mà mình có cơ hội, mình lỡ mình dễ vui mình làm ác thì cũng có người can. Rồi đó là chưa kể cái chuyện là không có ai đâm thọc nè, rồi người ta lúc nào người ta cũng có cái lời là hàn gắn gia đình mình bị xào xáo, thế nào cũng có người là giúp đỡ để mà hàn gắn lại gia đình. Rồi mình sẽ có một cái nhan sắc sáng sủa. Tuy nhiên cái sáng sủa ở đây không có nghĩa là sáng sủa tối sủa ha, mà sáng sủa ở đây có nghĩa là nhan sắc mình tươi sáng. Và do khi mà mình nói ra đó, lời nói của mình là một lời nói đẹp, mình tạo cái nghiệp thiện mà, lời nói mình là lời nói đẹp, cho nên mình cũng sẽ làm con người đẹp, tức là mình có được một cái cơ thể cân đối đẹp. Có những người sư nói nó kỳ, chứ còn cơ thể của họ đó nó cân đối, không phải cái gì mình cứ muốn, ví dụ tay to chân to mà mình cứ ráp nó lại với nhau mà mình nó đẹp đâu. Không có, có những người đó cơ thể của họ cứ như vậy là đẹp, thêm một tí xíu nó lại là mập, mà bớt tí xíu nó lại là ốm đấy, tức là cơ thể của họ được cái sự cân đối, thì đó là những cái phước. Đương nhiên ha, đương nhiên mình nói những cái ác nghiệp bằng khẩu mình đi địa ngục, thì mình tạo những cái thiện nghiệp cũng bằng lời nói thì mình sinh thiên. Đó là chuyện đương nhiên. Và bây giờ đó, mình nói như thế nào để tạo cái nghiệp tốt đây? Trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Thế Tôn nói cái người trí đó mở miệng ra sẽ có đủ 5 điều kiện như sau. Lưu ý dùm sư ha. Thứ nhất là đúng sự thật. Không đúng sự thật là mình không nói. Mà đúng sự thật ở đây nó bao hàm cái chuyện là mình phải tìm hiểu kỹ là sự thật đó là chắc chắn đúng nha, chứ không phải là mình tin là đúng là chưa đủ, mình phải có bằng chứng nha, đúng sự thật. Cái thứ hai, mình phải coi nó có lợi ích hay không. Có những sự thật đúng thì có đúng, nhưng mà lợi ích thì nó không có lợi ích gì hết trơn á trời. Lấy ví dụ như bây giờ mình ngồi đây mà mình tán dóc cái tình hình Nga và Ukraine ha, Ukraine, Nga và Ukraine, thì đúng sự thật thì nó cũng đúng là bây giờ Nga nó đang đánh Ukraine á, nhưng mà có lợi ích gì cho mình không? Có lợi ích gì cho đạo không? Có giúp người ta sanh thiên không? Có giúp người ta giải thoát không? Không có lợi ích. Thì những chuyện đó mình cũng không nên nói, không cần thiết. Rồi cái điều kiện thứ ba là gì? Đúng thời điểm. Cái chuyện đúng thời điểm này nó rất là quan trọng nha. Sẽ lấy ví dụ như hồi sáng hôm nay sẽ thấy một ông chú, ổng vào chùa mà ổng hành xử theo cái kiểu mà tà kiến, nó không đem lại lợi ích gì cho ổng, cũng không đem lại lợi ích gì cho xung quanh, nhưng mà ổng đang nghĩ là ổng đang tu, ổng đang hành theo một cái pháp môn tầm bậy tầm bạ trên trời dưới đất
ổng nghĩ là ổng đang tu. Thì sư xem coi là mình có thể nhắc nhở ổng hay không. Và sư thấy là cái chuyện mà sư nói đương nhiên đúng sự thật nè, có lợi ích nè, nhưng mà không phải thời điểm thích hợp. Không phải thời điểm thích hợp có nghĩa là sao? Có nghĩa là sư xét thấy khi mà sư tiếp xúc, sư gặp người này vào thời điểm này bằng cách thức này, ông không có nghe. Quý vị biết mà, những cái người mà họ hành theo cái gọi là cái tà đạo á, mình nói ông không có nghe, thì như vậy nó cũng chỉ chuốc phiền não thôi. Cho nên sư im lặng. Tuy nhiên sư có cách khác, nhưng mà sư sẽ không tới sư gặp sư nói chuyện với ông. Đấy. Rồi hoặc như quý vị ha, thấy ông chồng ổng đi làm về, người thì mùi rượu nồng nặc nha, ổng quăng cái cặp tài liệu cứ quăng lên ghế, rồi ổng đồ không chịu thay, rồi giày dép rồi cứ xỏ luôn vậy, tha lên trên nệm. Rồi mình bắt đầu mình cằn nhằn. Thì mình nói thí dụ như anh không có nên uống rượu, anh không có nên mà giao tiếp với mấy cái đứa bạn mà nó không có cần thiết như vậy, rồi những cái buổi nhậu mà nó không đáng thì anh nên từ chối, biết cách từ chối. Đúng là mình nói đúng sự thật đấy, mình nói có lợi ích đấy, nhưng mà nó không đúng thời điểm. Nó không đúng thời điểm tại vì thời điểm đó người đàn ông họ không có sẵn sàng để họ nghe. Nó không đúng thời điểm thì mình cũng không nên nói. Hoặc là có nhiều người họ cứ chia sẻ pháp, cứ gửi pháp cho sư, thì đương nhiên pháp là quý đó, nhưng mà làm ơn làm phước thứ nhất là coi coi nó có phải chánh pháp không. Có nhiều khi quý vị gửi cho sư ba cái tà pháp tùm lum tùm la mà cũng gửi. Là cái thứ hai, dù cho đúng là chánh pháp đi chăng nữa thì cũng không phải lúc nào ông sư Hạnh Tuệ này, không phải lúc nào ổng cũng sẵn sàng để họ ổng nghe. Có những khi sư đang bận về một cái chuyện khác, có những khi sư đang lo, sư lo, làm những chuyện khác. Và ngay cả một ông sư cũng không phải lúc nào cũng sẵn sàng để mà nghe pháp, mà quý vị cứ dội vô đầu bắt ông sư ổng ngồi ổng nghe quý vị nói. Cái gì cũng vậy, nó có thời điểm. Nó có thời điểm. Mà khi mình nói không đúng thời là nó thành cái chuyện tầm bậy. Và cái thứ tư là gì? Mình nói mình có cái sự suy tư, có sự lựa lời mà nói hay không. Mình phải coi coi là mình có lựa lời mà nói hay không. Ở đây không có ai cấm mình nói mạnh đạo. Nhưng mà như thế này, mình có thể nói nghiêm khắc nha, có thể nói chuyện nghiêm khắc. Đương nhiên nghiêm khắc đó nó có lý, nhưng mà nghiêm khắc á, nó phải trong gọi là có cái biết lựa lời mà nói. Chứ không phải là người ta sai rồi mình chửi trên đầu trên cổ người ta, mình chửi làm ông cô nội người ta thì không được nha. Ngay cả cái chuyện người ta sai mà mình cần nói chuyện nghiêm khắc thì mình cũng phải biết lựa lời mà nói. Người ta chứ không phải là mình cứ bạ đâu mình nói, cứ chữ nó tuôn ra miệng là mình cứ vậy mình nói là không được. Phải biết suy tư, phải biết lựa lời, phải biết sắp xếp câu chữ. Chứ không phải là mình cứ ghét nó rồi đó, là giống như là mình thành người điên vậy đó. Mình ghét cái thứ gì rồi là mình cứ lên mạng xã hội là mình chửi cho tới nơi tới chốn, mình chửi cho nó hả cái nư mình thì thôi. Dù cho là mình có nha, mình nắm được sự thật nha, mình nói mình cũng nghĩ là tôi đang giúp ích cho xã hội đó, bởi vì hồi xưa người ta không có thấy được cái mặt mặt không phải con người của nó, cho nên là tôi phải đứng ra, tôi phải nói để tôi vạch mặt nó ra để cho thiên hạ biết là cái bản mặt thực sự nó là như vậy đó. Nhưng mà mình thiếu cái gì? Thiếu cái sự lựa lời mà nói. Mình nói giống như sư nghe có một cái người, một cái ca sĩ có chia sẻ như thế này: có những khi tụi tôi sai, chứ phải tụi tôi lúc nào cũng đúng, có những khi tụi tôi sai, nhưng mà góp ý theo cái kiểu mà để tụi tôi vui vẻ, tụi tôi sửa,
chứ đừng có góp ý cái kiểu mà xóc hông xóc ốc để mà tôi làm lại chẳng đã cái nư đấy. Cho nên mình phải biết lựa lời. Dù cho mình nói chuyện ngọt ngào hay là nghiêm khắc thì cũng phải biết lựa lời. Còn nếu lựa không được lời thì im lặng là vàng. Và cái điều cuối cùng là gì? Nói bằng từ tâm. Tức là cái mục đích của mình ấy, mình nói để mong người ta trở nên tốt hơn. Mong người ta nhận ra được cái lỗi lầm của mình. Mong người ta thay đổi. Mong người ta trở thành một con người tốt. Thì mình nói. Nói giống như là một người mẹ thương con. Thì mình nói. Còn mình nói không bằng từ tâm mà mình nói bằng cái sân tâm á, thì làm ơn làm phước đừng có nói. Mà quý vị nghĩ đi, những cái trường hợp mà nó rộn ràng trong thời gian gần đây đó, mà nếu như những con người đó, đó họ nói mà họ chỉ cần họ nói được bằng năm cái chuyện này thôi, năm cái chuyện này thôi, thì cái sự tình nó đã khác đi nhiều. Mà khi mình nói mà không có được năm cái điều này, tai hại đủ điều hết trơn hết trọi. Cho nên sư mong quý vị nhận ra những cái sai của mình, rồi từ đó đó mình rút kinh nghiệm nha, rút kinh nghiệm sâu sắc và tránh. Từ giờ trở đi nhớ giùm sư, cứ mở miệng ra là xem xét coi có đúng năm chuyện này hay không, đúng sự thật, có lợi ích, đúng thời điểm, có sự có suy tư và bằng từ tâm. Khi mà mình không nói được bằng năm cái thứ này đó thì làm ơn làm phước im lặng. Còn ai đó có chia sẻ cái gì nha, mình có khả năng đối chiếu, có khả năng phân tích, biết được nó đúng thì hẳn chia sẻ. Còn không thì giữ im lặng. Hoặc là khi mà thấy người ta theo một cái trào lưu nào đó khen ngợi hoặc chỉ trích bất cứ ai, làm ơn làm phước tỉnh táo giùm. Tỉnh táo giùm. Thì như vậy đó, mình sẽ có được một cái khẩu nghiệp tốt. Và ngày hôm nay sư hướng dẫn quý vị không nhằm mục đích là chỉ trích ai, mà chỉ mong là từ giờ trở đi những ai sau khi nghe được thời pháp này, chúng ta sẽ có được một cái khẩu nghiệp đẹp, có được những lời nói đẹp. Từ đó mình tạo được cái nghiệp tốt để mình đi lên, để mình đi ra và để mình không phải oan trái với người ta. Rồi, hôm nay thì chỉ tới đây thôi. Và xin chư phước đến tất cả chúng sanh, nhất là chư thiên người xung quanh nơi đây, cũng như chư thiên người xung quanh ngôi nhà của quý vị, cũng như hồi chư phước đến các bậc ân nhân đã hộ độ chúng tôi trong thời gian qua. Mong cho tất cả quý vị được sự an vui và nhất là có được những cái lời nói lành, có được những lời nói đẹp. Và từ giờ trở đi mình sẽ không còn phải tạo những cái ác nghiệp bằng khẩu nữa, mà từ giờ trở đi mình sẽ là những ông tiên, những bà tiên, những chư thiên có được những cái lời nói như hương, như hoa, có thể bay ngược chiều gió. Và đương nhiên là những lời nói của quý vị sẽ là nhân, là duyên đưa đến những cảnh giới an lạc, hạnh phúc đời này và đời sau, nhất là quả cõi người, cõi trời và quả niết bàn. Chúc quý vị an vui. Nguyện cầu tam bảo từ hàng đồ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh,
nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện gìn tâm học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Chúc quý vị an vui. Akasattha ca sát tha mahitika punyan tang anumo dituwa chirang rakkhantu sasanam. Akasattha ca bhummattha divanaga mahitika punyan tang anumo dituwa chirang rakkhantu desanam. Akasattha ca bhummattha divanaga mahitika punyan tang anumo dituwa chirang rakkhantu mamparam. Etavata ca ammehi sambetam punya sampadam sabbe deva anumodantu sabba sampatti siddhiya. Etavata ca ammehi sambetam punya sampadam sabbe bhutta anumodantu sabba sampatti siddhiya. Etavata ca ammehi sambetam punya sampadam sabbe satta anumodantu sabba sampatti siddhiya. Idam me nyatinam hotu sukhita hontu nyattayo. Idam me yatinam hotu sukhita hontu nyattayo. Idam me yatinam hotu sukhita hontu nyattayo. Idam me punyam asavakkhaya vaham hotu. Idam me punyam nibbanassa paccayo hotu. Mamam punyam pagam sabba sattanam dhimma. Sadhu, sadhu, sadhu.